Lễ hội thuyền buồm dù bay mô tô nước trên vịnh Hạ Long với tên gọi Vượt sóng Hạ Long 2024 sẽ khai mạc vào 17:30 ngày 24 tháng 8 tại khu vực vùng nước đối diện Vincom và công viên hoa Hạ Long. Đội thuyền buồm xuất phát từ cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, di chuyển đến khu vực bờ biển đối diện công viên hoa Hạ Long, diễu hành và tập kết theo đội hình, tạo điểm nhấn cho màn trình diễn dù bay, ván phản lực và mô tô nước. Dự kiến có khoảng trên 50 phương tiện của nhiều câu lạc bộ thuyền buồm dù bay, mô tô nước, ván phản lực đến từ trong và ngoài tỉnh tham gia diễu hành, hứa hẹn sẽ mang lại những màn trình diễn mãn nhãn thú vị. Lễ hội Vượt sóng Hạ Long 2024, cơ hội cho những người yêu thích khám phá bộ môn thể thao dưới nước mới mẻ, đầy tiềm năng và hấp dẫn.